Chào các bạn, trong bài hình trước chúng ta đã thiết kế được trang chi tiết sản phẩm đáp ứng được chuẩn ARQD. Chúng ta có thể xem được trên các màn hình thiết bị di động với các kích cỡ khác nhau. Như ở đây bạn thấy có một vấn đề là khi chúng ta đứng ở trang chủ thì phần footer này nó không bị bung ra. Nó đúng, khi chúng ta vào một danh mục sản phẩm thì cái này nó cũng đúng luôn. Nhưng mà khi chúng ta bấm vào xem một sản phẩm nào đó, chúng ta vào được trang chi tiết thì cái phần footer này nó bị bung ra. Bây giờ các bạn hãy bấm Ctrl U để các bạn khảo sát code. Thì bạn thấy trong đây là chúng ta có cấu trúc cơ bản, ví dụ như là HTML, hit meta, hit body gì đó. Rồi ở đây nó lại có là HTML hit nữa. Rồi nó lại có hit rồi body chỗ này nữa. Rồi chỗ này body rồi HTML. Bạn thấy là mỗi cái trang mà khi chúng ta include vô trang chủ mà chúng ta vẫn giữ nguyên cấu trúc cơ bản của trang web. Vậy bạn thấy là cái trang layout này của chúng ta là bây giờ nó sẽ có nhiều cái HTML và nhiều cái body. Vậy là cái cấu trúc thẻ của chúng ta bây giờ nó bị lộn xộn trong đây. Do đó là bây giờ cái trang này bạn thấy là nó sẽ chạy bị sai giao diện. Đúng ra cái phần footer chúng ta là nó không có bị tràn ra bên ngoài này. Do đó các bạn chú ý là như vậy. Khi chúng ta đính kèm, include một cái trang vào, ví dụ như là bạn thấy như là cái trang footer này của chúng ta, khi chúng ta include vào thì bên trong cái trang này chúng ta không được phép giữ lại cái cấu trúc cơ bản của trang web. Vì khi chúng ta include trang này vào thì nó chỉ đơn giản là nó copy cái đoạn code này, nó sẽ đặt vào bên trong trang chủ của chúng ta và nó sẽ đặt đúng vào cái vị trí cái đoạn code đó nằm ở bên trong cái thẻ footer này. Còn ví dụ như là bây giờ trong cái phần content của chúng ta include cái trang in sản phẩm version 1 vô. Các bạn mở trang in sản phẩm version 1 lên. Mà trong trang in sản phẩm version 1 này, chúng ta lại giữ lại cái cấu trúc cơ bản của trang web. Rồi có HTML hit, rồi cũng có title, rồi cũng có hit, rồi có body. Rồi ở đây cũng có body, HTML. Khi chúng ta include cái trang này vô trang chủ, có nghĩa là nó sẽ copy hết toàn bộ cái đoạn code này, nó đặt vào bên trong cái vị trí này. Mà bên trong cái vị trí của cái trang index này là chúng ta đã có cái cấu trúc cơ bản của trang web rồi. Có nghĩa là chúng ta đã có HTML, hit, rồi title, hit, body, body rồi. Do đó là các bạn nhớ là khi chúng ta lút vào thì chúng ta phải bỏ cái cấu trúc cơ bản của trang web đi. Ví dụ như là bây giờ bên trang chủ chúng ta có doc type rồi, có HTML, có hit rồi thì các bạn bỏ đi. Bên kia thì chúng ta cũng có title rồi, do đó chúng ta cũng bỏ luôn. Trong trang chủ chúng ta có title rồi, do đó chúng ta bỏ. Bạn ý là trong trang chủ này thì chúng ta không có cái thẻ link này thì chúng ta phải giữ lại. Trong trang chủ á, thì chúng ta cũng có meta này rồi, mà bên đây chúng ta đã có meta rồi, do đó chúng ta bỏ cái meta này đi. Rồi bên đây là hit với body là trong trang chủ có rồi, do đó chúng ta bỏ đi. Rồi body HTML các bạn bỏ đi. Có nghĩa là bây giờ khi chúng ta include cái trang con vào bên trong trang chủ thì chúng ta phải bỏ đi cái cấu trúc cơ bản của trang web. Các bạn lưu lại, khi các bạn bỏ cấu trúc cơ bản của trang web, vậy là khi các bạn review cái trang này thì bạn thấy là nó sẽ văn phong. Do đó sau này khi các bạn kiểm tra riêng cái trang in sản phẩm mới version 1 này, các bạn muốn có tiếng Việt thì các bạn phải copy cái thẻ meta bằng UTF-8 này, các bạn bỏ qua bên trang này để các bạn có thể test riêng được cái trang này để nó lên được phong tiếng Việt cho chúng ta. Bạn thấy bây giờ là nó lên lại phong tiếng Việt chỗ này để chúng ta kiểm tra. Tương tự là bên trong trang chủ chúng ta có cái trang in hot new thì các bạn kiểm tra lại cái trang in hot new này. Bên đây thì cái cấu trúc cơ bản này các bạn cũng bỏ luôn, HTML hit này bỏ hết, meta đồ title là bỏ hết. Cái CSS này là riêng của cái trang hot new này rồi, cái zip này là của riêng trang này rồi thì chúng ta giữ lại. Rồi hit body chúng ta bỏ hết. Rồi body HTML bỏ luôn. Nói chung là chúng ta bỏ cái cấu trúc cơ bản của trang này. Rồi bây giờ trong trang chủ chúng ta lại có include cái trang in live show vào. Các bạn mở cái trang in live show lên. Bây giờ trong trang in live show này thì chúng ta cũng sẽ tiến hành chúng ta bỏ cái cấu trúc cơ bản của trang web đi, bao gồm là doc type, HTML, hit, title, thẻ meta này bên kia cũng có rồi thì chúng ta bỏ đi. Cái UTF-8 này bên kia có rồi.
Còn mấy cái meta keyword description này là dùng để sell cho cái phần mềm Wallader này thôi, chúng ta cũng không cần, chúng ta bỏ đi. Đối với cái thẻ link này với cái jQuery này là chúng ta cần phải giữ lại. Cái thẻ seed hit này thì các bạn bỏ đi, cấu trúc cơ bản các bạn bỏ đi. Thẻ body này thì chúng ta cũng bỏ luôn. Rồi seed body, seed HTML này thì chúng ta cũng bỏ luôn. Các bạn lưu lại. Rồi bây giờ trong trang in banner, trong trang in banner là chúng ta đã bỏ cấu trúc cơ bản rồi. Bây giờ trong trang in menu ngang, các bạn mở trang in menu ngang lên. Thì trong trang menu ngang này, cấu trúc cơ bản của trang web các bạn bỏ đi. Doc type HTML hit các bạn bỏ. Meta này các bạn cũng bỏ luôn. Còn hai cái meta này, cái meta name description là mô tả thôi thì các bạn bỏ đi. Nhưng mà cái dòng viewport này là để thông báo cho menu của chúng ta là nó chạy được trên điện thoại di động, chúng ta không bỏ cái dòng này. Seed hit, seed body thì các bạn bỏ đi vì bên trang chủ chúng ta có rồi. Seed body, seed HTML các bạn bỏ đi, bên trang chủ chúng ta có rồi. Vậy là trong trang chủ, những trang con lướt vô là chúng ta đã bỏ cấu trúc cơ bản của trang web rồi. Bây giờ trong trang layout chi tiết sản phẩm thì chúng ta lại có include cái trang in sản phẩm cùng loại vô. Vậy các bạn mở cái trang in sản phẩm cùng loại lên. Trong trang này doc type HTML hit các bạn bỏ đi. Bên trang layout sản phẩm cùng loại là chúng ta đã có cái này rồi, do đó chúng ta không cần đưa vào nữa. Meta title này các bạn cũng bỏ luôn. Seed hit, seed body các bạn cũng bỏ luôn. Rồi seed body, seed HTML các bạn cũng bỏ luôn. Bây giờ trong trang layout chi tiết sản phẩm thì chúng ta lại đưa cái trang in chi tiết sản phẩm vào. Vậy các bạn kiểm tra lại trang in chi tiết sản phẩm. Cái phần doc type HTML hit meta title này các bạn bỏ đi. Cái giao diện 1 này á là các bạn cũng bỏ đi. Vì trong trang layout chi tiết sản phẩm là chúng ta cũng đã có đưa cái giao diện 1 này vào rồi. Vậy là bên trong trang chi tiết sản phẩm này chúng ta không cần phải có lại cái dòng này nữa. Cái thẻ seed hit rồi body này các bạn cũng bỏ luôn. Rồi seed body, seed HTML này các bạn cũng bỏ luôn. Vì bên trang layout chi tiết sản phẩm là chúng ta đã có cái cấu trúc đó rồi. Hot new là hồi nãy chúng ta đã bỏ rồi. Inline show là hồi nãy chúng ta cũng bỏ rồi. Menu ngang là hồi nãy chúng ta cũng bỏ rồi. Banner thì chúng ta cũng bỏ rồi. Vậy bây giờ các bạn hãy lưu lại. Và bây giờ các bạn review từ trang chủ của chúng ta lại. Các bạn bấm từ trang chủ, rồi các bạn vào chi tiết một sản phẩm các bạn xem lại. Các bạn refresh lại. Ở đây chúng ta có Session Wrapper. Chỗ này là seed session, đúng rồi. Chỗ này bạn thấy nó chấm hỏi là cái cấu trúc của chúng ta chưa đúng. Đây footer. Đây là session content. Đây là session tin mới. Các bạn dùng cái nút ẩn này các bạn ẩn lại. Live show nè, tin mới nè. Chỗ này nó bị dư một cái rồi. Header nè, navbar nè, last content chỗ này. Vậy chỗ này chúng ta dư một cái seed session chỗ này. Các bạn mở session này ra lại. Đây session live show, đây session wrapper. Ở đây kết thúc này là kết thúc của cái session wrapper. Vậy là cái seed session này là bị dư. Các bạn bỏ cái seed session này đi. Các bạn lưu lại. Khi các bạn chọn một cái thẻ này mà các bạn bấm vô đây mà nó không có thu lại được, có nghĩa là cái cấu trúc thẻ của chúng ta nó đang bị sai. Đây là phần session live show, đây là phần session tin mới, đây là phần session content, còn đây là phần footer. Còn cái seed session này là của cái session wrapper bao quanh. Bây giờ các bạn cũng kiểm tra lại trong cái trang chủ chúng ta luôn. Vì cái trang layout chi tiết sản phẩm này là chúng ta CLS từ trang chủ ra. Do đó các bạn kiểm tra lại. Ở đây chúng ta có session ở đây, content, footer, đúng rồi.
đây session tin mới đúng rồi, đây session live show đúng rồi, đây thẻ Navi3. Vậy là trong gia chủ này là đúng. Còn trong chiến sản phẩm là chúng ta làm sao mà nó bị dư một cái thẻ xuyên session chỗ này. Bây giờ các bạn cũng kiểm tra lại luôn cái trang sản phẩm của chúng ta. Thì trong cái trang sản phẩm này của chúng ta, ở đây chúng ta có một cái session chỗ này. Chỗ này xuyệt session là đúng rồi. Trang in sản phẩm version 1 này là chúng ta đang đưa vào bên trong trang sản phẩm .bb. Mà trang sản phẩm này là cái trang dùng để chứa cái giao diện. Ở đây chúng ta có cái trang layout sản phẩm. Trong trang layout sản phẩm này chúng ta gọi trang sản phẩm. Vậy là trong trang sản phẩm, các bạn mở trang sản phẩm lên. Trong trang sản phẩm này thì cái cấu trúc cơ bản này các bạn cũng phải bỏ đi, vì cái trang sản phẩm này là cái trang con, chúng ta đưa nó vào bên trong cái trang layout sản phẩm. Do đó là cái cấu trúc cơ bản này các bạn cũng bỏ đi. Bạn thấy là trong trang layout sản phẩm này là chúng ta đang có gọi trang sản phẩm. Vậy là trang sản phẩm là trang con, còn trang layout sản phẩm là cái trang giao diện chính ở ngoài. Trang sản phẩm là trang con đưa vào. Do đó những cái trang con đưa vào là cái cấu trúc cơ bản của trang web chúng ta phải bỏ đi. Bây giờ các bạn hãy chạy lại trang chủ của chúng ta lại. Chỗ này là do cái khúc ở giữa này chúng ta xài nền trắng, do đó là nó tiệp với cái nền ở ngoài đây. Thì cái đó từ từ chúng ta chỉnh là cái màu nền của cái thẻ body ngoài đây thôi. Bây giờ quan trọng là chúng ta bấm vô cái sản phẩm chúng ta xem chi tiết. Thì bạn thấy bây giờ cái phần footer của chúng ta nó đã đúng rồi. Bây giờ chúng ta nên cho có một cái màu nền của cái phần body để cái trang chúng ta nó có màu thì nó sẽ đẹp hơn. Bây giờ trong cái file giao diện của chúng ta, cái thẻ body chúng ta sẽ cho nó có một cái background vào. Chỗ này chúng ta cho nó có một cái background color vào. Ví dụ chúng ta sẽ cho cái background là màu, ví dụ như là xanh đậm đi. Còn màu nào là tùy các bạn. Cái phần content chúng ta cho nó màu trắng thì ở ngoài đây chúng ta phải cho nó có một cái màu để nó nổi cái nền ở giữa của chúng ta hơn. Vậy là cái phần chi tiết sản phẩm của chúng ta, bạn thấy là bây giờ cái phần footer này nó đã đúng lại rồi. Vậy là cái phần footer của chúng ta là chúng ta đã sửa lại được rồi. Thì các bạn nhớ nguyên tắc là như vậy. Đối với những cái trang mà đang chứa giao diện, ví dụ như là cái trang layout chi tiết sản phẩm, rồi trang layout sản phẩm, layout chi tiết sản phẩm và cái trang index này, thì đây là những cái trang chứa phần giao diện. Trong những cái trang này chúng ta đưa những cái trang con vào, thì những cái trang con này khi đưa vào thì các bạn phải bỏ những cái gì mà bên cái trang chính này của chúng ta đã có rồi. Thường là cái cấu trúc cơ bản của trang web là chúng ta phải bỏ đi để nó không bị trùng khi chúng ta đưa vào trang giao diện này. Thì đó là bài hôm nay của các bạn, là các bạn hãy sửa lại các trang con của chúng ta để làm sao chúng ta bỏ hết cấu trúc cơ bản của nó đi trước khi chúng ta include vào bên trong trang giao diện. Thì đó là bài thực hành hôm nay của các bạn. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.